Lễ hội Di Bà Chúa Xứ Núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống của người dân Nam Bộ, diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch, thu hút hàng triệu khách hành hương. Khi đến lễ hội, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào các nghi thức lễ hội như lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng bà, lễ hội đường phố, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây dầu, lễ chánh tế và lễ hội sắc. Đồng thời còn được giao lưu văn hóa giữa người Kinh, Hoa, Chăm, Khmer với các chương trình văn hóa văn nghệ, đặc biệt sẽ được chiêm ngưỡng thưởng thức dàn nhạc ngũ âm biểu diễn từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch. Đây là nhạc cụ ngũ âm truyền thống của người Khmer, được hợp thành bởi 5 bộ nhạc cụ, được làm từ 5 loại chất liệu khác nhau tạo nên 5 âm sắc riêng biệt: bộ đồng, bộ sắc, bộ mộc, bộ hơi và bộ da. Mỗi loại nhạc cụ được định âm một cách chính xác, đảm bảo yếu tố hòa âm cho cả dàn nhạc để khi hòa tấu tạo ra âm thanh độc đáo, từ rất trầm đến cao vút, từ ngọt ngào du dương đến sâu sắc hùng hồn đi vào lòng người.